Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mạo Vật. Thì hôm nay em xin hướng dẫn mọi người cách vệ sinh đầu in cũng như là lắp giấy đối với máy in PC43D. Thì mọi người cùng theo em để xem các bước thực hiện như thế nào nhé. Thì để lắp giấy đối với máy PC43D này, tại vì đây là dòng máy PC43D, đây là cái dòng máy in nhiệt trực tiếp nên mọi người nên chỉ có giấy không có mực nên các bạn có thể thấy là máy rất nhỏ gọn. Đây thì đây là một cuộn, mình lấy một cuộn test giấy cho mọi người xem nhé. Đây thì mọi người đầu tiên này, thì để mà nới rộng cái khung giấy này ra, đây mọi người có thể là kéo ra hai bên này, rồi bỏ cuộn giấy của mình vào đây. Mọi người có thể chú ý là đây nó có hai cái khớp hai bên này, thì mình cứ bỏ giấy của mình vào vừa với trong cái khớp này thôi. Đây nó lọt vào, sau đó là luồn cái giấy xuống cái khe này để cho nó giữ cái giấy lại không bị chảy, cố định lại không bị chảy. Đây thì cái bước thao tác lắp giấy rất là đơn giản. Còn để và mở giấy ra thì các bạn cần phải nới cái này ra. Để nới ra thì các bạn chỉ cần ở đây có cái nút nhấn màu xanh này, các bạn giở lên rồi các bạn kéo ra đó thì nó sẽ rất là đơn giản. Còn nếu mà muốn cố định cái này lại thì các bạn chỉ cần nhấn cái nút lại thì nó sẽ cố định này, giở lên thì có thể di chuyển này, đó rất là đơn giản chưa. Rồi bước thứ hai thì sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách vệ sinh đối với máy, tại vì trong quá trình in chắc chắn nó sẽ bụi bẩn hoặc là có nhiều thứ nó sẽ dính lên đầu in làm ảnh hưởng đến chất lượng in. Thì để vệ sinh thì mình sử dụng đó là một, đó là cồn 90 độ, hai đó là bông gòn, bông y tế. Hai thứ này là mình có thể mua được rất dễ dàng ở bên ngoài. Đây, mình sẽ lấy một ít bông gòn, sau đó là tẩm lên một ít cồn, lượng cồn mình tẩm lên đây vừa đủ chưa. Rồi mình vệ sinh đi, đây cái là mình nhắc lại, đây là cái cùng đầu in của máy này, đây là bộ phận rất quan trọng này, đây là cái điểm đốt để đốt ra nhiệt để có thể là in hàng chữ lên. Đây thì mình vệ sinh bằng cách là sử dụng bông gòn kéo qua, mình lưu ý là mình chỉ kéo qua một chiều thôi nha, không có kéo qua kéo lại, nhiều khi bụi bẩn dính đây là ảnh hưởng đến đầu in. Sau đó mình sử dụng một cái bông gòn khác, đây mình kéo qua, mình có thể là vệ sinh như vậy nhiều lần. Lúc nào mà mình thấy ở trên bông gòn mình là nó trắng, không còn những cái vết đen do bụi bẩn gắn lên nữa thì mình có thể là ngừng vệ sinh. Rồi tiếp theo, sau khi mà mình đã vệ sinh đó thì mình cũng vệ sinh luôn một bộ phận vùng khá là quan trọng, đó là trục roller của máy. Đây là trục roller của máy, đây cái trục cao su màu đen ở dưới đây, tại vì hai cái bộ phận này là hai bộ phận mà tiếp xúc trực tiếp với giấy mực thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái chất lượng in. Đây các bạn lau cái này nha. Rồi, các bạn có thể xoay để lau hết cái trục roller này. Đó. Lau lúc nào mà trên trục roller này hết bụi thôi. Thì cái khoảng thời gian cần để vệ sinh thì các bạn, ví dụ như nếu các bạn in ít thì khoảng 3 đến 5 ngày vệ sinh một lần, còn nếu in nhiều thì cỡ 3 cuộn giấy hay 5 cuộn giấy gì đó các bạn vệ sinh một lần. Thì vừa rồi em đã hướng dẫn mọi người cách lắp giấy cũng như là cách vệ sinh đầu in để mình có được bảo quản máy tốt hơn, giữ gìn máy tốt hơn và cho cái bản in được sắc nét hơn. Thì nếu mà người có thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ thêm, mọi người có thể liên hệ tới số hotline 1900 3438 của công ty Thế Giới Mạo Vật, hoặc có thể là truy cập vào đường link trang web thegioimaovat.com để được hỗ trợ. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.